Chị tới mấy? Chị tới mấy? Chị tới mấy? Em đói bụng quá. Hay là hai đứa mình đi kiếm gì ăn rồi về nha chị. Nguyên nè, cô nhờ tôi mua ít đồ. Cậu về trước đi nha. Thôi chị, để em đi với chị. Tôi không sao đâu mà. Chị ơi, chị ơi, chị. Chị ơi, chị. Chị ơi. Chị. Đi đâu mà về trễ quá. Ủa, cô đang chờ ai hả? Dạ, không có cậu. Cậu ơi. Chuyện gì? Muốn nói chuyện gì hả? Dạ không có gì. Cái thằng này. Rồi cậu đi ngủ đây. Chị nói là đi về liền mà. Sao giờ chưa thấy? Đọc được tin nhắn thì nhắn lại cho em nha. Em chờ chị. Đi gì mà lâu dữ vậy trời, giờ mà chưa về nữa. Giờ này chưa về nữa. Ủa, cậu nói ai? Ủa, chị về hồi nào vậy? Sao em gọi điện thoại chị không được? Điện thoại của tôi để chế độ rung không có nghe. Mà cậu gọi tôi có gì không? Chị có sao không? Sao là sao? Thì chuyện tối qua. Cậu biết không, hồi nãy á, lúc cậu giật mình á, nhìn mà cậu mắc cười lắm á. Vậy nè. Vậy hả? Mà giờ còn sớm mà, cậu ngủ tiếp đi. Ngủ ngon nha. Trời ơi, đẹp quá à. Nè. Đẹp thiệt không? Nè 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 mấy đứa, nhớ làm thiệt tốt nha. Không tháng sau cô sẽ tăng tiền phòng đó. Con Liễu yên tâm, tụi con sẽ cố gắng hết sức. Cố lên, cố lên. Mình cùng nhau ủng hộ like up sẽ tỏa sáng những vì sao. Đúng rồi. 1, 2, 3. Yeah. Cảm ơn cả nhà. Tụi con đi nha. Cảm ơn cả nhà. Cố lên. Dạ, con chào chú. Chú ngủ có ngon không chú? Ngủ ngon, còn con? Dạ, con cũng vậy. Cảm ơn. Này Ngọc ơi. Dạ. Dạ, con chào ông. Ông ngủ có ngon không? Con làm ông hết hồn luôn á. Hôm nay có chuyện gì mà vui vậy? Dạ, tại tự nhiên hôm nay con thấy trời đẹp quá chừng luôn.
Mọi người tranh thủ vào ăn sáng nha. Hôm nay con có nấu món phở bò siêu ngon luôn. Có chuyện gì mà nó vui dữ vậy con? Ai biết đâu, trời chuyển mưa tối hù mà nó trời đẹp. Hình như nó trúng số thì nó vui dữ. Thôi, trúng số, có khi nào nó giống như cô Sáu giúp việc mình rồi đó không? Bà trúng số xong bà nghỉ việc làm liền luôn á. Nó nghỉ việc là mày làm hết việc nhà cho nó đó. Nói xui không. Dạ. Cô có sao không cô? Sao mà sàn nhà bóng dữ vậy? Dạ. Nhỏ này, bộ bữa nay con có gì vui hả? Hát hò nữa. Dạ, đâu có đâu cô. Mà bộ bóng thôi cô. Bóng lắm rồi đó, cô soi mặt được luôn á. Dạ. Nè, cô thấy bóng lắm rồi, con không cần phải lâu nữa đâu. Dạ, vậy thôi. À, mà cô ơi, con tính á là bữa nay tháo mấy cái rèm cửa giặt luôn á cô. Cô thấy sao cô? Con tính gom hết việc làm trong ngày hôm nay, không chừng ngày mai luôn hả? Nhỏ này, ham làm hết việc đi ha. Là không còn gì để nhờ là cô đuổi việc con luôn đó. Dạ, con biết rồi. Dạ. Hôm nay có chuyện gì mà nó vui dữ vậy? Ủa, cậu cần tôi lấy gì hả? À, dạ, dạ không. À, chị đang làm cái gì vậy? Thì tôi đang dọn lại cái tủ lạnh nè. À. Chị ơi. Hả? Chị không sao hả? Không sao, chuyện gì? À, về mọi thứ. Tất cả mọi chuyện không sao hết. Ngọc Nguyên nè. Hôm nay tôi hơi có nhiều việc cho nên là hôm khác mình học nha. Dạ. Khi nào rảnh học cũng được mà. Em cảm ơn thầy nhiều. Chú nghe rõ không chú? Dạ, chắc tại mất sóng á. Dạ, chú, hôm nay chú đi Vũng Tàu đúng không? Dạ, thời tiết rồi đó sao? Chưa cúp máy hả chú? Dạ không có gì,
tại nền nhà trơn quá con trượt té thôi à, chứ không có gì hết chú. Hồi nãy nó nói tới đâu rồi chú, con quên rồi. Đúng rồi, ở dưới đó thời tiết sao rồi chú, có bão không chú? Chứ ở trên này của con á, trời vẫn còn trong xanh lắm, chưa có tín hiệu gì của bão hết á. Xin chào, cô tới rồi đó. Ừ, lên phòng trước đi, lát tôi lên. Lên liền đó nha. Chị My tới rồi hả? Ừ. Dạ, chào chị. Ủa, mà tao biết, hôm bữa về sớm không? Dạ, mà giờ chị em mới được đi xem tranh đó. Thank you. Trời ơi, bữa nay mày đặt nó tiếng Anh đi ta. Tại vì câu đó thành câu cửa miệng của em luôn rồi. Câu cửa miệng, ừ. Cố gắng phát huy nha em. Dạ. Lên lẹ, nhanh lên. Ai vậy? Vô đi. Next month. Gì vậy Tâm Ý? Dạ, mọi người vừa học vừa ăn nha. Khoai lang ngầu đường đó. Trời, ngon quá vậy. Ủa mà sao em làm nhiều quá vậy? Dạ, tại em mới tập làm nên làm hơi nhiều chút. Nè, chị ăn đi. Thơm quá à. Cảm ơn em ngon Tâm Ý. Dạ, thơm cái gì. Thôi em đi nha. Thôi. Ngon quá à, ngon. Cinema. Ừ, đúng rồi á. Hôm nay học tới đây thôi. Dạ. Chị cho em mượn điện thoại đi. Hả? Để em chép cái bài. Tại vì phần nghe phần nói đều có thi. Và mỗi đề thi đều có trên 10 câu hỏi. Chị đưa em để em chép. Chị rảnh chị nghe nha. Ừ. Chị ơi, có điện thoại nè. Ủa? Trời, trời nhắm máy trời. Của chú tặng cho tôi. Cái váy này cũng vậy. Nhận được quá nhiều thứ từ chú khiến tôi không biết mình đang mơ điều gì nữa. Một giấc mơ xa xỉ không bao giờ trở thành hiện thực. Sống khác. Thôi không hướng về người đó nữa.